Xin chào các bạn. Hôm nay mặc dù là có thể cũng không có nhiều người hoặc là không có ai nghe được cái video này, nhưng mà mình đọc sách với tư tưởng đọc cho bản thân là chính. Thú thật là hôm nay mình về quê và đi lại từ sáng sớm lên đến đây thì đã 8-9 giờ rồi, nên không kịp đọc vào buổi sáng. Mình chuyển sang đọc vào buổi tối. Dù sao thì trong một ngày cũng vẫn muốn đọc về cuốn sách này một chút. Đọc được ngay khi thức dậy là tốt nhất. Còn nếu không, mình sẽ cố gắng đọc vào buổi tối. Dù sao cũng không nên bỏ. Buổi trước thì đã nói đến sự tích cực và hãy tập trung vào những điều tích cực. Hãy nghĩ về nó, nói về nó, hình dung về nó, để hướng những kết quả tích cực tốt đẹp sẽ đến với mình. Mục thứ 6 là sự giàu có. Mình sẽ bỏ qua phần này. Các bạn có thể đợi mình đọc sau vào một thời điểm thích hợp ở những buổi phía sau, hoặc là các bạn có thể tự mua sách để đọc. Nó cũng không dài đâu, có mấy trang thôi. Nhưng tại sao mình lại bỏ qua? Bởi vì là mình thấy có thể là nó chưa thích hợp ở trong thời điểm này. Mà thú thật là mình cũng có một cái hơi lăn tăn một chút trong ngày hôm nay, không phải về vấn đề giàu có hay tiền bạc, mà lăn tăn một chút về cái quyết định trong thời gian tới của bản thân. Bây giờ cũng không tiện chia sẻ, mặc dù là cũng biết rằng có thể là cũng không có ai nghe, và nghe thì cũng không thấy liên quan gì đến mọi người cả. Nhưng mà mình hy vọng mình cũng sẽ rút ra từ những quyển sách này, từ chính quyển sách này, những cái bài học, những cái quyết định, những cái cách suy nghĩ tích cực để thay đổi cái khó khăn mà mình đang gặp phải một chút nhỏ nhỏ thôi. Có thể là sau này, hôm nay là ngày 17 tháng 3, có thể sau này đến một thời điểm thích hợp, khi mà khó khăn được giải quyết rồi, thì mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người ở một cái buổi đọc sách mãi đằng sau đó, để xem rằng hôm nay chính mình ghi lại ở đây, mình nói ở đây, mình nghĩ đến cái khó khăn đó, nhưng mình sẽ cố gắng dùng tư tưởng tích cực để giải quyết nó, đối mặt với nó, xong xem sau này kết quả nó ra làm sao. Phần còn lại của thời gian buổi đọc sách hôm nay, mình sẽ đọc ngay sang chính mục thứ 7, bỏ qua mục thứ 6. Mục thứ 5 là nói về sự tích cực, suy nghĩ tích cực, hành động tích cực, và hãy nghĩ về và hãy tập trung vào những điều tích cực, tốt đẹp. Mục thứ 6 là giàu có, mình xin phép bỏ qua tạm thời. Mục thứ 7, mục đích và đam mê. Chúng ta xem mục này có gì đáng chú ý. Xác định mục đích và đam mê trong đời. Mỗi chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo riêng. Tất cả chúng ta có mặt ở trên đời đều có một lý do, mà chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Chúng ta giống như những tế bào trong một cơ thể, mỗi người thực hiện một chức năng riêng, và tất cả cùng tập trung phục vụ mục đích tồn tại của một tổng thể. Mục đích sống không chỉ biểu hiện con người thật sự của bạn, món quà mà bạn dành tặng thế giới, mà còn cho biết thế giới cần điều mà bạn có thể mang lại. Khi bạn sống có mục đích, bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn và niềm vui lớn hơn trong mọi việc bạn làm. Vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn trong mọi nỗ lực của bạn khi bạn sống đúng với mục đích, đam mê và cái tôi thật sự bên trong bạn. Mục đích sống là sống có mục đích. Richard Leider đã nói như vậy. Đây là một tác giả của nhiều cuốn sách về tinh thần. Ông được tạp chí của Mỹ bầu chọn là một trong 5 diễn giả xuất sắc nhất ở nước Mỹ. Trên cương vị diễn giả, ông đã từng diễn thuyết trước hơn 100.000 nhà điều hành của trên 50 tập đoàn ở khắp thế giới. Ông nói rằng mục đích sống là sống có mục đích. Vậy nên bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn về con người mình, xác định mục đích, sứ mệnh của riêng bạn. Tốt nhất bạn nên làm điều này thông qua việc suy ngẫm, cầu nguyện và thiền định. Nhưng cũng có một vài việc bạn có thể làm ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chấp nhận một sự thật là không có cái gọi là ngẫu nhiên, và rằng bạn có mặt trên hành tinh này là vì một lý do. Bạn có một mục đích cần phải đạt được trong cuộc sống, và trên thế giới này, sự đóng góp của bạn là điều vô cùng ý nghĩa. Hầu hết chúng ta đều không thực sự biết rõ mục đích của chúng ta là gì. Chúng ta chưa thực sự dành thời gian để nghiên cứu tâm hồn mình,
và khám phá ra tiếng gọi thực sự thôi thúc mình. Những tờ hóa đơn, những trọng trách và công việc đã làm cho chúng ta đi chệch hướng. Thậm chí chúng ta có quá ít thời gian rảnh để tìm hiểu xem chúng ta thật sự thích điều gì. Đây là một sự thỏa hiệp với con người thật sự của bạn và với điều mà bạn có thể mang lại cho thế giới này. Bạn cần phải dành ưu tiên cho việc khám phá sứ mệnh thực sự trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không thể sống hết với tiềm năng đầy đủ của mình, hay không thể đóng góp toàn bộ khả năng của bạn, trừ khi bạn sống có mục đích. Đam mê thật sự của bạn cần phải giống như hơi thở, nó là điều rất tự nhiên. Cũng khá là trùng hợp, mình nghĩ vậy. Cả ngày hôm nay mình chăn trở về một vấn đề của chính bản thân. Nó khiến cho mình bị ảnh hưởng. Nếu mà các bạn để ý thì sẽ thấy mặt, chính mặt mình ấy, mắt, mặt, tóc, tai, thậm chí là cái bảng ở sau lưng mình cũng còn chưa xóa nữa. Hôm nay của mình khác với mười mấy buổi đọc sách lúc trước. Tất cả những buổi trước mình đọc với một sự hứng khởi và tích cực lớn, thực sự trong lòng là như vậy. Nhưng hôm nay có một chút suy nghĩ, bởi vì từ sáng đến giờ mình phải suy nghĩ về vấn đề của chính bản thân, về vấn đề con đường tiếp theo trong sự nghiệp, về đúng vấn đề là mục đích và đam mê. Khi mà kết thúc buổi đọc sách lần trước, buổi ngay phía trước, buổi hôm qua, sáng hôm qua, mình gấp sách lại và mình còn chưa để ý là mục 6 nó là cái mục gì, mục 7 nó là cái mục gì. Bởi vì ngày xưa mình đọc cuốn này rồi, nhưng mà mình cũng chỉ đọc một lượt thôi, chỉ biết ấn tượng rất lớn, đó là nó rất hay, rất ý nghĩa, rất cần thiết. Và bây giờ mình có thời gian, mình muốn chia sẻ nó thành từng buổi nhỏ, đọc cho mọi người nghe. Ai nghe được thì tốt quá. Còn tiếp theo nó cũng là mục đích cho bản thân, là mình muốn đọc lại, đọc dần dần mỗi ngày một chút. Mình đọc đúng đến phần nào thì mình nhớ, phần 4 là gì, phần 5 là gì, mình đọc qua rồi mình nhớ. Bởi vì ngày nào mình cũng đọc và phân tích với mọi người mà, chia sẻ chính cảm nhận và trải nghiệm của bản thân. Nhưng phần 6 mình chưa biết là gì, cho đến hết buổi sáng hôm qua mình cũng chưa biết là gì. Buổi 7 cũng chưa biết là gì, lâu cũng quên. Bây giờ dở ra chuẩn bị đọc cho mọi người thì mới thấy là mục 6 là sự giàu có. Tạm thời mình đang băn khoăn không phải vấn đề về tiền bạc, nên mình mới xin phép bỏ qua phần đó và chuyển ngay sang phần 7. Và cũng tình cờ là phần 7 nó lại chính là mục đích và đam mê. Đó chính là cái mà mình băn khoăn trong cả ngày hôm nay. Và mình cũng băn khoăn luôn một xíu nho nhỏ thoáng lóe lên trong đầu trong mấy giây vừa rồi, là mình sẽ chia sẻ thật lòng ở đây về điều đó. Nhưng mình có up cái này ở chế độ công khai hay không, hay là mình ghi, mình sẽ để riêng tư, rồi mình coi như xin phép cách một ngày, sau này mình sẽ chia sẻ. Cho mình suy nghĩ cái này trong quãng thời gian từ giờ đến lúc đi ngủ. Còn chia sẻ ở đây thì sẽ chia sẻ chính mình đang suy nghĩ về mục đích và đam mê trong cuộc đời. Mỗi chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích sống độc đáo riêng. Tất cả chúng ta có mặt trên đời có một lý do, và chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Mình cũng nghĩ về cái việc đó, đặc trưng nghề nghiệp cũng vậy. Chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Tất nhiên phục vụ ở đây các bạn đừng hiểu rằng nó là một sự phục vụ vô điều kiện, hay là phục vụ một cách không công, hay phục vụ một cách toàn tâm toàn ý, hay phục vụ theo kiểu là đầy tớ hay cái gì đó. Phục vụ ở đây là mình chia sẻ giá trị của mình chia sẻ dịch vụ của mình, chia sẻ công việc của mình. Mình giúp đỡ người khác và mình vẫn có thể thu lợi nhuận về để mình duy trì cuộc sống, rồi mình làm những việc tốt khác nữa. Phục vụ ở đây không có nghĩa là phục vụ một cách vô điều kiện hay là phục vụ một cách miễn phí, các bạn phải hiểu như vậy. Và trong cuộc đời có thể đến một lúc nào đó mình cũng sẽ cứ trải nghiệm thì mình chia sẻ thêm. Mọi cái thứ miễn phí nó chỉ có một chừng mực nào đó là tốt, chứ nó sẽ không tốt hoàn toàn được. Cũng có thể đấy là quan điểm của mình, quan điểm cá nhân thôi, hoặc là chưa chính xác, vì tuổi đời còn ít, trải nghiệm cũng chưa đủ nhiều. Nhưng mà bằng chính cái cảm nhận của mình thì những cái thứ miễn phí cũng thực sự là tốt, không phải là nhiều lắm. Mà nếu như cái miễn phí đó mình biết kết hợp với một dạng thu phí, một dạng trả phí nào đấy, đôi khi cái thu phí không phải là để dành cho bản thân mình, mà thu phí là để làm một việc khác gì đó tốt hơn, thu phí để làm một việc gì đó miễn phí, và thu phí là để tạo động lực cho đối tượng của mình, chứ không phải cứ lúc nào miễn phí cũng là tốt. Bạn cứ hình dung là bạn dạy miễn phí, người ta có thể đến học rất đông,
nhưng người ta không có động lực và người ta chỉ học một thời gian rồi người ta bỏ, lớp học sẽ giải tán và nó rất là nháo nhác, rất là rệu rã. Nhưng bạn có thu phí một cách nghiêm túc, bạn làm một cách bài bản, chuyên nghiệp, lớp học của bạn sẽ rất đông và hiệu quả. Mặc dù cái thu phí đó của bạn, bạn có thể không hoàn toàn là phải thu về cho bản thân, vun vén về cho cá nhân mình hay là chi tiêu gì đó xa xỉ, bạn có thể vẫn cứ thu phí, bạn lập một cái quỹ, bạn lập một cái khoản tiền nào đó, rồi chính từ cái thu phí đó bạn lại dùng để làm một cái việc khác tốt hơn cho cộng đồng và cho chính xã hội của mình. Thu phí không hoàn toàn là xấu, chúng ta có thể hiểu như vậy. Trừ khi động cơ thu phí của chúng ta là để vun vén cho bản thân thì nó mới là xấu. Thu phí bằng mọi thủ đoạn, thu phí bằng các chiêu trò, thu phí để chi tiêu xa xỉ, mua cái này mua cái khác, sắm sửa cho bản thân thì điều đó lại là không tốt. Đó. Sứ mệnh của chúng ta ở đây là để phục vụ người khác. Một từ thôi, nhưng đôi khi mình đọc qua thì mình không hiểu hết được, phải suy nghĩ, phân tích và nhờ những người khác họ am hiểu hơn, họ giải đáp cho mình. Chúng ta giống như những tế bào trong một cơ thể, mỗi người thực hiện một chức năng riêng và tất cả cùng tập trung vào phục vụ mục đích tồn tại của một tổng thể. Mục đích sống không chỉ biểu hiện con người thật sự của bạn, món quà mà bạn dành tặng thế giới, mà còn cho biết thế giới cần điều mà bạn có thể mang lại. Khi bạn sống có mục đích, bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn và niềm vui lớn hơn trong mọi việc bạn làm. Xưa nay mình vẫn là người sống có mục đích. Mình biết mình làm những gì và mình sẽ làm gì, cần làm gì và làm để làm gì. Khi bạn sống có mục đích, bạn sẽ tìm được sự thỏa mãn và niềm vui lớn hơn trong mọi việc bạn làm. Vũ trụ sẽ hỗ trợ bạn trong mọi nỗ lực của bạn khi bạn sống đúng với mục đích, đam mê và cái tôi thật sự bên trong bạn. Mục đích sống là sống có mục đích. Chắc là kết thúc buổi đọc sách hôm nay, bởi vì bây giờ là cũng là buổi tối muộn, một lát nữa mình sẽ phải đi ngủ. Nhưng trước khi đi ngủ, mình sẽ cũng lại suy nghĩ và đọc lại chỗ này thật kỹ, thật kỹ. Bởi vì nó đúng là cái thứ mình đang cần. Mình đang cần mình nghĩ về chính cái mục đích trong công việc của mình, trong cuộc đời của mình. Bởi vì có lẽ mình sẽ phải có một số cái thay đổi, mà những điều hiện tại nó đang hơi vướng, hơi mâu thuẫn, và nó làm cho mình không thể hiện được đúng cái mục đích, đam mê và cái tôi thật sự ở bên trong của mình. Cũng có thể đây là một dấu hiệu, một tín hiệu để cho rằng thấy mình đang đi đúng hướng hay chệch hướng. Nếu như những việc mình làm, mình nghĩ và mình dự định làm, nó khiến cho mình cảm thấy thỏa mãn, vui vẻ, phấn khởi, sống đúng với cái mục đích của mình, thì đó là mình đi đúng hướng. Còn nếu việc mình tiếp tục làm, mình cố gắng nhẫn nhịn để làm, nhưng nó lại làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, không thoải mái, thì có lẽ là mình đang đi chệch hướng. Mình sẽ vận dụng tất cả những hiểu biết và những lời khuyên trong cuốn sách này để quyết định trong thời gian tới. Có thể là vài tháng nữa mình sẽ có quyết định chính thức. Xem lúc đó mình sẽ chia sẻ lại và nhớ lại cái buổi chia sẻ hôm nay, xem nó như thế nào. Bạn cần dành thời gian để tìm hiểu sâu hơn con người của mình, xác định mục đích, sứ mệnh của riêng bạn. Tốt nhất là bạn nên làm điều này thông qua việc suy ngẫm. Mình sẽ cần phải suy ngẫm, cầu nguyện và thiền định. Nhưng cũng có một vài việc bạn có thể làm ngay bây giờ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chấp nhận một sự thật là không có cái gọi là ngẫu nhiên, và rằng bạn có mặt trên hành tinh này là một lý do gì đó. Bạn có mục đích cần phải đạt được trong cuộc sống, và trên thế giới này, sự đóng góp của bạn là điều vô cùng ý nghĩa. Hầu hết chúng ta đều không thực sự biết rõ mục đích của chúng ta là gì. Đúng thế, có những thời điểm mình cũng không biết rõ mục đích của chính mình là gì. Sau này mình đã khá hơn, mình biết, mình làm, mình kiên trì theo mục đích đó, và mình nghĩ rằng mình vẫn đi đúng hướng từ ngày ra trường cho đến bây giờ. Suốt 10 sang thứ 5 thứ 13 mình đi dạy rồi. Sang năm thứ 13 mình đi dạy. Mình nghĩ là mình vẫn kiên trì mục đích và làm đúng những gì mà mình dự tính từ ban đầu, mình nghĩ đó là sứ mệnh của mình. Nhưng bây giờ có một chút trục trặc. Chúng ta chưa thực sự dành thời gian để nghiên cứu tâm hồn mình và khám phá ra tiếng gọi thực sự thôi thúc mình. Những tờ hóa đơn, những trọng trách và công việc đã làm cho chúng ta đi chệch hướng. Thậm chí chúng ta có quá ít thời gian rảnh để tìm hiểu xem chúng ta thật sự thích điều gì. Có phần nào nó đúng với những gì mình đang trải qua. Đây là một sự thỏa hiệp với con người thật sự của bạn và với điều này. Và với điều mà bạn có thể mang lại cho thế giới này, bạn cần phải dành ưu tiên cho việc khám phá sứ mệnh thực sự trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ không thể sống hết với tiềm năng đầy đủ của mình, hay không thể đóng góp toàn bộ khả năng
của bạn, trừ khi bạn sống có mục đích. Đam mê thật sự của bạn cần phải giống như hơi thở, nó là điều rất tự nhiên. Mình sẽ suy nghĩ về điều này, thực sự là như vậy. Và cũng rất là tình cờ, cũng như là may mắn, hôm nay đọc về sự đam mê và mục đích. Có lẽ cũng mình sẽ tạm dừng ở đây để dành thời gian suy nghĩ trước khi đi ngủ. Và có thể sẽ phải suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Có thể mình sẽ không nói về ngày mai, mình sẽ không nói về cái quyết định của mình vội vàng, bởi vì mình cần thời gian suy nghĩ, có thể là vài tháng, chính xác là như thế. Nhưng tất nhiên trong quãng thời gian vài tháng đó, mình sẽ không để cái tâm trạng buồn rầu, lo lắng, chán nản nó xâm chiếm vào tư tưởng của mình. Mình đã cùng mọi người đọc sách được đến ngày nay là thứ mười mấy rồi. Thì trước đó đều nói rằng chúng ta phải suy nghĩ tích cực, lạc quan, vui vẻ, phấn chấn lên. Thì những điều tích cực, những cái sự may mắn nó sẽ đến với chúng ta. Mình sẽ cố gắng thay đổi, sẽ làm như vậy. Còn cái đam mê, mục đích lớn nhất trong cuộc đời thì cần thời gian để suy ngẫm. Mình sẽ suy ngẫm và sẽ quyết định trong quãng thời gian vài tháng tới. Và hy vọng mọi thứ sẽ thật sự là tốt đẹp. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào sáng mai.